Kiếm sự lời có phải ông Tâm Tử Kiêu nhỉ? Cái chế độ có tất cả mọi thứ, nhà thì giàu, nhiều tài lẻ, nhưng mà không có mình. Các bạn đã quay trở lại với SNL Reaction và lâu lắm rồi mới được ngồi Reaction. Hôm nay thì rất là vui anh được ngồi cạnh Lâm Lấm. Thực sự là cái video này nó thể hiện ra cái độ camel của em ấy hả? Đấy camel à? Cam mỹ lệ. Hôm nay sẽ Reaction một bài hát rất đặc biệt, rất hot. Tôi một trending ạ. Đó là? Người trong văn phòng 2. Hai. Và chúng tôi có rất nhiều cái nhân tố quan trọng ở đây. Hà Lê, Tôi Một Cú và Gà. Không, và đặc biệt là Ken Ken. Có Ken Ken. Em rap luôn. Thôi chị chẳng nghe gì nữa. Official MV Người Trong Văn Phòng 2. Hey yo. X Tân Một Cú, X Gà. Hey yo. Ủa mày ổn tưởng như vậy? Chị? Sáng là ổng vào Sài Gòn rồi, kêu ổng lên mà cũng quấy. Chính ra là còn khoảng độ 2 tuần nữa là em sẽ vào làm trong Người Trong Văn Phòng này. Nhưng mình chỉ ở đây lá liếm vài hôm rồi. Ghế nâu lại ở văn phòng mình mà. Ờ, sao ông ấy vào Sài Gòn rồi mà này. Giàn dựng. Ủa là sao? Nhớ nhầm lệch. Một sự giàn dựng nào đấy. À. Ồ. Ủa, nó vào rồi, nó cháy rồi. Chắc qua. Chưa, chưa. Nhìn mặt thằng Tân mình muốn đấm mãi. Yeah, rát. Vãi đi, khoan đây gọi. Quả tha thụ. Quả này giống con chó. Con đã cố gắng hết sức rồi. Ok, thôi rồi. Năm rưỡi trong ngành, nghe nói phong phanh người ta bỏ tòa hẹn yếu. Về dưới là thâm tòa ăn. Yeah, giọng Hà Lê chất quá. Rapper khác. Hai Hà luôn, có hai Hà. Chơi. Chỉ hai người luôn. Xì. Càng lâu là càng lầy ấy. Yeah. Nhưng mà em để ở trong văn phòng ở Hồ Chí Minh có cả đi nữ. Thế à? Không tuyển. Ở đây á? Đây à? Ờ, cái gì? Ờ, tao đang ngầu thấy con leo, con chó của ông. Con leo của ông Tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn. Chạy em sau. Đây là hai bạn mới. Hai bạn edit mới này. Xem người trong văn phòng hai bạn này cực kỳ nhiều muối. Công nhận là nghe Hà với gà rap hút thật không? Để tí nghe Tân Một Cú thế này. Anh Tân là hơi đỉnh lắm. Vẽ hay điếu thuốc ở trên này. Và giấy văn phòng của anh tao chỉ có cái đầu là máy. Muốn đứng trong này á thì thần kinh mày phải hơn là giấy. Là thần rất đồng ra. Tài chính của bọn tao đó chính là chất xám. Chỉ cần hất này hay này. Nói phải ba câu nói rất xàm. Cuộc sống của bọn tao là thứ mày rất xàm. Của cuội này em xa liệu mày có đủ chất xám. Chia cầm ai nhỏ. Như anh em ngay từ khi còn thóc đỏ. Anh biết lời hơi đỉnh anh Tân ạ. Em anh có nhận đồ đệm không? Ngồi chưa? Nhìn nhiều tiền vậy. Mày vừa quay xong à? Đây chỉ có làm chứ đừng có hỏi tại sao mày tìm kiếm. Lời có phải ông Tân tự viết không nhỉ? Chế độ. Em nghĩ anh Tân tự viết. Ông Tân rất nhiều tài lẻ các bạn. Có tất cả mọi thứ, nhà thì giàu, nhiều tài lẻ, nhưng mà không có mình. Ui. Tháng này tăng lương. Tài năng đấy. Ông sếp ông còn chơi game mà. Ờ đúng. AOE suốt ngày bị vợ mắng cái thứ mà. Em có bao nhiêu chân sao chỉ kịp deadline. Đừng nói nữa cái thằng điều dân. Lên sớm về về. Làm việc ở S Channel nó không vui mình tưởng ạ. Cũng áp lực lắm. Trễ thì không. Mày nói mày cát đặt đồ ăn cho mày đó chính là tao. Tao mà nghĩ việc người gây thế được cũng chỉ là tao mà đâm phất á. Chào em, chào em, quay trở lại với anh MTV. Wow. Có chị kìa. Cái channel của mình giờ quá lớn luôn. 14 kênh trong hệ thống. Ken Ken TV. Mỗi lần xem cái intro của Ken Ken giải trí vãi. Chúng em phải quay 10 cái nhưng mà lên được có 2 cái. Nhầm ngay rồi. Ken Ken, ui nhiều Ken Ken quá. Nhiều quá. Lâm đấm đấy. Thấy không? Đấy, camel đấy. Còn thể hiện chính xác nhất văn phòng của mình rồi. À, bắt đầu bị chửi, một người làm sai thì... là tất cả mọi người. Duy Thẩm ấy. Duy Thẩm á, gạt. Tất cả từ cái thăm luôn. Chất, hay, xuất sắc. Gạt, nói chung là gạt đấy. Rồi. Em không biết anh nào, em thích bản này hơn bản 1. Thật ra bản 2 này có một cái hay, là có một cái nhân tố rất là mới. Anh Tân Một Cú, ông Tân rap nhỉ, sau này ông nghỉ làm YouTube với ông bán phở ấy.
Phở ngon quyền sầu, bạn ăn tái chín hay ăn tái gấu? Đáng ra là anh sẽ là người đọc rap trong 1 trong 2. Mình nhường sợ lên tỏa sáng quá các bạn. Đúng rồi, anh xuất hiện có 3 giây thôi mà nó sáng bừng khung hình lên rồi. Ok, đầu tư cả hình ảnh luôn, cả lời rap. Nghĩa là cái phần 2 này chị xem là kiểu không có một đoạn nào là thấy không hút ấy. Xem hút từ đầu đến cuối luôn. Có cả anh Tân nữa là kiểu kết hợp chuẩn rap rồi. Đấy, kèn kèn nhá. Nếu mà cho em rap là khác nha. Hay chị muốn rap không? Chị thử rap. Đấy. Chúng em tương lai là sẽ có phần beat lại. Rất hy vọng kèn kèn tương lai sẽ có một ngày cho chúng tôi được mày được mặt. Đó hay à? Không. Anh edit ở trong người cho phòng. Căng thẳng. Như cái đoạn rap của anh Tân ấy, nó kiểu hàm ý sâu xa, nó kiểu đúng theo cái nghề các bạn, nó không dễ các bạn tưởng tượng đâu. Là một thằng quay video 25 phút xong ngồi nói lắp đi lắp lại từ đầu đến cuối. Đấy. Là cái 25 phút đấy là nó có nhiều cái lắm chứ không phải. Nói chung là cũng khá là khó mà công nhận là. Nhưng mà nói chung ấy là mình cũng khuyên các bạn như này, là các bạn nghe cái bài hát này cũng như là cái bài hát người trong văn phòng 1 ấy, thì bạn chỉ tin khoảng độ nửa thôi. 30% chứ đừng tin hết, đừng có nghĩ rằng là rồi ôi làm việc cái channel lương cao rồi xong rồi là nghỉ nhiều xong rồi xếp chiều, không có chuyện đấy đâu. Mà làm việc ở đây là nó rất là căng thẳng. Thì đó là người trong văn phòng 2, theo các bạn thì sao, các bạn đã xem video này chưa? Nếu như các bạn chưa xem thì các bạn phải xem ngay, tại vì đây thực sự là một cái video nó không nên bỏ lỡ. Thực sự là một trong những cái chất xám rất là nhiều trong cái video này. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của người trong văn phòng cũng như là E-Channel nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Yeah. Cả cái kênh nữa. Và lâm đấm. Vlog. Lâm đấm vlog.